Hôm qua tại thị xã Giá Rai, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu lần thứ 12 năm 2024 tiếp tục trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích trong môn bóng đá và điền kinh. Trong trận chung kết cấp tiểu học, đoàn vận động viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu đạt giải nhất, huyện Vĩnh Lợi đạt giải nhì. Ban tổ chức cũng trao 27 huy chương cho các đoàn tham gia ở môn điền kinh. Qua 2 ngày thi đấu, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu lần thứ 12 năm 2024 đã trao 61 bộ huy chương cho các đoàn vận động viên. Trong đó, đoàn vận động viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Dân đạt số huy chương nhiều nhất với 15 bộ huy chương, gồm 5 bộ huy chương vàng, 4 bộ huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Trong ngày 12 tháng 3 năm 2024, tại thị xã Giá Rai tiếp tục diễn ra các nội dung thi như chạy điền kinh 1.500m và 400m trung học phổ thông, trung học cơ sở, bóng đá và nhảy cao trung học phổ thông, trung học cơ sở. Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu lần thứ 12 năm 2024 có sự tham gia của gần 2.000 vận động viên là những học sinh tiêu biểu thuộc các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2024 sẽ diễn ra hai môn thi đấu là điền kinh và bóng đá tại thị xã Giá Rai, và từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2024 sẽ diễn ra các môn thi đấu gồm bóng bàn, bơi lội, cờ vua, taekwondo, vô vi nam, bóng chuyền và cầu lông sẽ thi đấu tại thành phố Bạc Liêu.